Rồi cái bước đóng này á nó có nhiều cái tập riêng nữa. Bây giờ cô Bình này, cô Bình cái cách đầu tiên của cô Bình tiến lên lui lại bỏ ngang một cách. Cách thứ hai cũng có người dạy tạt ngang đóng lại không sai đúng không. Rồi cách thứ ba quay lại độ một bước. Còn cái cách đổ bên thì mấy có cách học lên cao thì nó có cái cách đổ bên, cách đó chúng ta học xong. Nhưng mà cái tôi nói trên thế giới nhiều các chị biết cách tâm nó cũng có nhiều cách tâm mà là tùy theo chúng ta chọn cảm thấy làm sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sau đó tới 3, 4, nếu đi dài là 1, 2, được chưa các anh chị? Rồi xin mời chúng ta vào.